Mình xin chào bà con nha. Mình rất vui gặp lại bà con trên tóc vlog mình. Thì hôm nay thì mình làm cái video thì mình chia sẻ đến bà con về cái con bò bị chảy nước mắt. Thì bà con cho mình xin một phút thôi, mình tâm sự chút xíu. Thì cách này khoảng 4 ngày, mình tưởng đâu là cái kênh YouTube mình bị có một bạn nào đó mượn về để chia sẻ những vấn đề bò hay mình hay gì mình không biết, thì nói cho bà con nghe vui thôi. Thì cách nào khoảng 4 ngày thì có một bạn đó lên comment trong cái video mình á, thì cái bạn đó tên gì ở địa chỉ thì mình đã biết được luôn, bởi vì trong cái Gmail đã gửi cho mình một cái thông báo là cái bạn đó tên gì và đăng nhập cái Gmail của mình vào một cái thiết bị, một thiết bị đó mình cũng không biết là laptop hay là điện thoại di động nữa bà con. Nó có cái tên cũng hơi là lạ lắm thì mình không biết. Thì cái bạn đó xin số điện thoại của mình, nói nhờ tư vấn cái này kia, nhưng mà mình cũng không nói tư vấn gì luôn nha bà con. Thì cho mình xin mình không nói luôn rồi thôi kệ. Thì cái bạn đó mình cũng đâu có biết, thì mình cũng nghĩ là như bà con thông thường xin thì mình chia sẻ những cái gì mình biết được thì chia sẻ bà con, còn cái nào bạn nào hỏi mình không biết thì mình nói cái đó thì mình không có rành. Thì bạn ấy cũng vừa xin xong của mình rồi, đầu tầm khoảng lúc đó khoảng mình nhớ là 7 giờ mấy tối á, thì mình cũng đang trả lời comment trong những cái bà con hỏi mình á. Thì vừa xong bạn ấy xin số điện thoại mình thì mình cho số ngay. Thì bạn ấy cũng hỏi mình tư vấn thì mình cũng có tư vấn, thì bạn ấy cũng cảm ơn, bạn ấy cũng chúc mình này kia nọ đủ thứ hết. Thì trong vòng khoảng không bao lâu thì khoảng một phút sau thì mình được phần cái thông báo trong cái Google á, là nó báo là bạn vừa cũng như là có ai đó đã đăng nhập Gmail của bạn vào một thiết bị khác. thì thiết bị đó là thiết bị gì như mình kể đó, rồi họ tên người đó ở đâu luôn thì mình cũng biết địa chỉ luôn, nhưng mà cái đó hơi kệ ta đi, nhưng mà không biết bạn đó muốn làm gì đó mình cũng không biết. Thì chắc mình nghĩ thấy cái kênh của mình chia sẻ dở quá hay gì đó, bạn đó tính lấy cái kênh của mình về đăng luôn rồi hay gì đó. Thì thôi bây giờ thì mình trở lại vấn đề. Thì đối với con bò mình chảy nước mắt thì cũng nhiều nguyên nhân bà con. Thì hôm nay thì mình nói về những cái vấn đề thông thường. Thì con bò thì mình theo mình biết thì nó cũng có nhiều nguyên nhân, thế tỉ như là nó bị viêm kết mạc, có do nhiều nguyên nhân, thế tỉ như là bụi bặm ba vào, hay là thương, thế tỉ như là cây nó đi trên những con bò bà con chăn thả, nhiều khi nó đi vô những cái bụi cây, nhiều khi nó vô tình nó gặp phải cây nó đâm vào con miếng mắt thì nó cũng bị nước mắt. Thì đối với bản thân mình kinh nghiệm thì mình nuôi thì cũng rất là nhiều bò bị chảy nước mắt rồi. Mình phải tìm ra nguyên nhân thì mình phải dạch cái miếng mắt nó coi là nó có bị đỏ hay không, rồi nó bị chảy nước mắt như vậy đã lâu chưa, rồi nó chảy nước mắt như vậy là một con mắt hay hai con mắt đó. Thì thông thường á, nếu mà bụi bay vào á thì thông thường chỉ một con mắt, hoặc là mình nhốt trong chuồng như thế này đó. Thì con này với con kia nhiều khi nó giỡn với nhau á, hát qua đất lại á, thì cũng một con mắt thôi chứ không khi nào là hai con mắt. Nếu nó bị hai con mắt á là có thể con bò mình nó bị dung sáng đó, bị sáng con mắt á. Con bò mình cũng bị sáng mắt vẫn chảy nước mắt nha bà con. Thì nó chảy hoài vậy, nhưng mà mình lật lên thì cái tròng mắt nó vẫn trong, nó những cái chỉ máu nó sẽ không có màu đỏ. Còn nếu con bò mà chỉ máu màu đỏ thì nó có thể nó ngập nhiều của bệnh lý khác. Thì nói vấn đề mà bị chảy nước mắt mà những chỉ máu màu đỏ thì bà con có thể liên hệ đến bác sĩ thú y rồi nhờ người ta tư vấn, người ta bán thuốc cho. Còn đối với mình á thì những cái mình chỉ can thiệp những cái triệu chứng chảy nước mắt thông thường. Thì như chảy nước mắt như về dung sáng thì mình mua thuốc sáng mình sổ cho nó ha. Rồi rồi có thể mình mua thuốc nhỏ nước mắt, nhỏ con mắt nó, thì mình nhỏ cho nó đó. Thì đơn giản thôi. Còn những cái triệu chứng mà như đỏ con mắt rồi, thì con bò mình phải nhớ là lúc trước khi nó chảy nước mắt như vậy thì nó có bị cái bệnh gì hay không đó. Rồi nó có bị sốt hay là nó bị thương hàn, hay là có bị cái gì đó mà có liên quan đến hay không, rồi đó là một chuyện khác nữa nha bà con. Thì hôm nay thì mình chỉ nói chia sẻ những cái chảy nước mắt thông thường. Thì bây giờ thì mình mời bà con mà xem mình, thì mình sổ dung cho con bò của mình. Thì đúng ra con bò mình thì nó cũng có hơi chảy nước mắt thôi, nhưng mà hôm đó mình cũng có sổ dung rồi. Con bò đối với con bò nghé này á, thì
mình sổ cách nhau thì 2 đến 4 tháng cho bà con. Thì bây giờ mình mời bà con cách mình làm chỗ dung cho bà con bò của mình. Đối với cái thuốc bột á thì mình nên chuẩn bị một chút xíu nước. Mình chút xíu nước tại cái thau này nãy mình rửa tay mình cho nó ăn thức ăn bà con thì nó còn dính tắm thôi chứ không có gì bà con được để ý nha. Thì mình để với chút xíu nước. Thì đối với sổ sáng thì bà con nên sổ theo cái liều hướng dẫn nó là từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi nha bà con. Thì cái bịch này thì mỗi bịch nó là sổ được 200 kg thể trọng. Thì con bò mình hôm nay thì mình sổ 2 bịch luôn. Mình sổ 2 bịch cho nó luôn. Đó. Thì mình quậy ra. Quậy cho nó tan ra. Thì bà con sổ thuốc viên thì bà con có thể đâm nát rồi cũng đổ vô thao cũng quậy ra. Và đó. Thì bây giờ sẵn đó, mình cho sổ luôn rồi mình sẵn cho nó ăn thức ăn luôn bà con. Chứ nếu không thì mình cũng cho nó uống thì chắc có lẽ nó cũng khó uống. Đó. Thì cái này sẵn mình cho nó ăn sáng, mình sổ dung thì nên sổ vào giấc sáng nha bà con. Sáng sớm mình nên sổ dung, nếu mình sổ giấc chiều nó sẽ không hay bằng. Đó. Thì mình đây là cái liều thức ăn của con bò mình. Thì con bò mình thường thường thì mình cho nó ăn là 3 chén là nó 800 g. Và bây giờ mình để thêm những cái chất khoáng, những cái chất rôm hữu cơ thường thường á. Thì mình để vô luôn cho nó sẵn nó ăn luôn. Bởi vì đây một ngày mình cho nó ăn có một cử à. Thành ra mình cũng phải để cho nó ăn luôn nha bà con. Chứ không thì tới chiều mình không cho nó ăn thì không có bổ sung cái chất này cho nó được. Mình ăn cỏ thì không thể bổ sung được. Thì bây giờ mình trộn chung luôn. Mình trộn chung ba cái thứ này lại cho nó rút vào cái thức ăn này nè. Rút vào cái thức ăn thì con bò mình nó ăn vô thì nó rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng cho nó thấm vô trong thức ăn nha bà con. Thì cái thuốc này là cái thuốc mình thường sổ dung cho bò con nè bà con. Sổ dung cho bò nè bà con. Thì thuốc này có hai hoạt chất là Abendazole 5 g và Levamisole thì 1 g. Thì thuốc này nó sổ cho trâu bò thì 10 g trên 200 kg thể trọng, có nghĩa là một gói này 10 g rồi con, hồi nãy mình cũng có nói. Thì sổ được 200 kg thể trọng. Thuốc này thì nó đạt những cái như là GMP rồi GLB rồi mấy cái này đạt GMP là đạt cái tiêu chuẩn của WHO. Thì nó bà con mua thuốc thì để ý cái nào được GMP thì tốt, thuốc mình uống cũng GMP là rất là tốt luôn con. Thì mình hồi nãy mà mình sổ là hai cái gói này nè bà con. Thì mình trộn vô. Bây giờ mình đem cho cái này cho mình trộn vô cái nó bị dẻ lại bà con, nó bị ướt cái độ ăn nó dẻ lại. Thì đối với những con bò con này nè thì bà con mua về thì mình nên sổ là lần thứ nhất và lần thứ hai thì cách nhau từ 2 đến 3 tháng. Đó, rồi sau đó thì mình sổ định kỳ cứ 6 tháng thì mình sổ một lần. Nhưng mà cái sau 6 tháng mình sổ 2 lần sổ chung rồi cái đầu 6 tháng sau là mình sổ viên bio rồi mình còn sổ thuốc này nữa bà con. Với bà con nếu sổ dung là không cần sổ cái tỷ như chuyến này mình sổ thuốc này. Cái sổ dung mình sau thì mình có thể mua loại thuốc khác, loại thương hiệu khác. Nhưng mà cái thành phần thuốc thì nó có thể khác trong cái loại thuốc thứ nhất để rồi mình còn xem cái hiệu thuốc thứ hai để mình cho thuốc thứ hai này để cho nó tránh trùng lập cái thành phần của thuốc, nó gây kháng thuốc cho những con giun. Thì nói chung mình trị bệnh hay gì cũng vậy thì mình nên chọn những cái thành phần, những cái dược liệu trong cái viên thuốc á thì nó phải khác để là nó tránh bị nhờn thuốc mới có phát huy hiệu quả hơn. Thôi
video mình đến đây cũng kết thúc bà con. Thì cảm ơn bà con rất là nhiều. Cảm ơn bà con đã thương mến mình và đăng ký kênh ủng hộ xem video mình. Mình hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Thì mình xin chào bà con nha. Bye bye.